Rồi xin chào anh em. Hôm nay là giới thiệu với anh em cái cụm camera của cái điện thoại Oppo A92. Thì Oppo họ có rất là nhiều dòng, ví dụ như dòng Renault là dòng cao, rồi là cái dòng A là cái dòng thấp hơn. Hồi xưa thì họ có dòng F nữa. Bây giờ họ đã có cái dòng A này thì là dòng phổ thông, dòng cho giới trẻ và giá khoảng 6-7 triệu gì đó. Thì cái dòng A này á, thì từ A52, A92 như là cái này á, nó có một cái lợi thế, đó là gì? Là sau khi Oppo ra trước đó là một cái dòng Renault nào đó với những cái công nghệ thuật toán của cái camera, thì họ lại đưa cái công nghệ đó, cái AI, hệ thống AI cũng như là thuật toán những cái hay của camera đó xuống dưới cái dòng A này, là giống như là cái dòng A này nó được hưởng thừa hưởng những cái hay của cái dòng cao. Rồi về cái A92 này, mặt sau anh em thấy là nó cũng có một cái cụm camera nhìn rất là khá là hoành tráng ha. Thì ở đây chúng ta thấy có 4 camera, nó vẫn gọi là, nó có cái chữ ở đây gọi là AI camera ha. Bây giờ thấy hãng nào cũng AI hết. Thứ nhất ở trên cùng là một cái camera góc rộng, nó có góc nhìn đến 120 độ, là một cái góc chỉ chụp góc rộng riêng. Và cái tiếp theo ở dưới này, cái thứ hai đó là camera chính. Thì cái camera này nó chụp mà full cảm biến của cái này là được 48 chấm, mà phục vụ cho anh em nào có nhu cầu cần độ phân giải cao. Thì ở đây nếu mà chúng ta không chụp 48 chấm thì nó có zoom 2x, zoom 3x, zoom 5x, nghĩ là zoom số thôi, nhưng mà mình thấy nó cũng hiệu quả. Còn hai cái camera ở dưới cùng này nó là một cái cảm biến trắng đen thôi, nó đo khoảng cách và nó hỗ trợ cho các cái thuật toán khác, ví dụ như là chụp ban đêm, chụp chân dung. Và cái một cái thì là chuyên về xử lý màu sắc, thì nó phục vụ cho các profile màu, các filter màu để xử lý màu, cũng như là camera xử lý cái màu da màu gì ở trong cái làm đẹp da đó. Còn cái Oppo thì nổi tiếng là camera selfie rất là mịn màng ha, làm da và các hệ thống màu để mà áp lên các cái màu da để cho mẫu đó. Thì cái camera này 16 chấm và có nguyên một cái hệ thống điều chỉnh bokeh đằng sau, rồi là màu sắc này kia thứ cho những ai thích selfie đó. Rồi đó là về cái phần cứng. Còn về cái phần mềm thì anh em biết rồi, bây giờ đang là một cái, mình thấy đang là một cái giống như kiểu là khuynh hướng hay là trào lưu của các nhà sản xuất điện thoại vậy. Họ nhét rất là nhiều cái AI thuật toán phần mềm vào trong cái cụm điện camera của điện thoại này đó, nhiều hãng lắm. Thì ở đây cũng vậy, chế độ chụp ban đêm gọi là night mode, rồi đêm, rồi night, nhiều, rất là nhiều tên gọi, nhưng mà giống nhau là họ dùng thuật toán để trong một cái cảnh buổi tối. Thậm chí là nếu như bình thường á, mà chụp cái cảnh tối thui như vậy, đèn đường rất là yếu, thì rất là khó, kể cả máy ảnh, thì cái điện thoại nó sẽ dùng cái thuật toán nó chụp rất là nhiều tấm ha. Nhiều tấm lắm, từ 3 tấm, 5 tấm, 8 tấm hay là thậm chí hơn 10 tấm, đo sáng các kiểu khác nhau, rồi họ xử lý từng tấm, nâng sáng. Rồi ở đầu khi chồng lại, không phải là chồng những cái tấm ảnh nó lên không mà thôi, mà nó sẽ nhặt ra những cái, ví dụ như tấm này có bao nhiêu điểm ảnh tốt, tấm kia bao nhiêu điểm ảnh tốt, họ nhập lại thì thành một tấm có nhiều điểm ảnh tốt hơn, để cho cái chi tiết ảnh nó tốt hơn và nhìn thấy bức ảnh nó rõ ràng chi tiết hơn đó. Thì cái đó là một cái lợi thế trên cái xử lý phần mềm về camera điện thoại ngày hôm nay. Rồi thứ ba là cái chế độ chụp chân dung. Thì cái này từ lâu rồi, từ các cái hãng khác, iPhone, Samsung, Huawei, nhiều hãng họ làm cái chế độ chân dung này, rồi deep fusion này kia các kiểu, là càng ngày họ càng xử lý cái mặt của mẫu, nhất là mẫu nữ ha, mình gọi là tin xóa phông, mịn màng hơn, đẹp hơn, tự nhiên hơn, và xóa đằng sau background mu mịt hết. Rồi thậm chí họ làm cho cái background đằng sau nó nhiều hình thù, anh em hay gọi là bokeh đó. Thì cái Oppo này nó cũng vậy thôi, cũng là càng ngày nó càng nâng cấp hơn, cũng là cái tính năng trước đến giờ thôi, máy nào cũng có, nhưng mà càng ngày họ làm hoàn chỉnh hơn, kiểu như chụp ra thì thấy cái bức ảnh chân dung nó tự nhiên hơn, kiểu nó tươi tắn hơn, và cái background đằng sau nó cũng kiểu họ tách pin cái chủ thể ra, xong họ lắp lại, khi lắp lại xử lý cái background xong rồi lắp lại thì thấy nó ít lem nhem hơn đó, càng ngày nó càng như vậy đó. Thì mình có đi chụp thử vòng hôm qua thì có cái đuôi xe đạp đó, mình cũng chạy theo chụp những cái bức hình đuôi xe, rồi chân dung. Rồi tối hôm qua cũng đi chụp một số ảnh buổi tối coi thử tính năng này nâng cấp như thế nào, thì mình thấy nó cũng xử lý cải thiện rất là nhiều.
Và có một cái nữa là không biết là cái vòng khẩu độ hay là họ xử lý, họ làm trên cái ống kính này như thế nào mà nó có những cái tia, cái vệt cũng rất là hay. Mình nghĩ cái đó là cái hay đó. Không biết là họ làm cho xước đi hay là họ xử lý bên trong nó như thế nào mà nó có cái vệt rất hay. Thì đây là một cái điện thoại tầm trung, giá như là 6 triệu mấy, 7 triệu gì đó, dành cho giới trẻ chụp tất tần tật các loại. Nó chỉ không có cái tele 10x, 20x như là các cái điện thoại khác hay là các cái hãng khác đang chạy tele thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cũng không cần đâu, 5x. Ở đây là 5x là ok rồi. Chụp ảnh đẹp và chân dung, ưu tiên cho cái chế độ chụp mẫu, chụp chân dung, selfie và góc rộng, để có những cái hiệu ứng góc rộng khi mà chúng ta cần đi chơi, đi chụp hình các nơi. Đó, xin cảm ơn nha em.